Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Ngày 2 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Bát Đại Sơn đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Quản Bạ về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Tần Dâu Cò, Bí thư Đảng ủy xã Bát Đại Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Điều động đồng chí Lý Tà Chùi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tùng Vài chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bát Đại Sơn. Trao quyết định chúc mừng các đồng chí được điều động, chỉ định. Lãnh đạo huyện Quản Bạ nhấn mạnh, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bát Đại Sơn tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công an huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo đó, Công an huyện Bắc Mê tiếp tục thực hiện tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nghị quyết, quán triệt nâng cao nhận thức trong toàn lực lượng, nắm chắc, thấm nhuần các vấn đề gắn với nội dung cụ thể, sát với thực tế địa phương, nhất là công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống ma túy, tình trạng khai thác khoáng sản, đảm bảo an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn bản, tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát và thực hiện tốt sơ tổng kết khen thưởng kỷ luật. Vừa qua, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã tham gia làm đất trồng rau và hướng dẫn kỹ thuật trồng rau vụ đông tại thôn Sán Tớ, thị trấn Mèo Vạc. Tại đây, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã động viên bà con nhân dân và cán bộ địa phương đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, đặc biệt là trồng cây vụ đông để nâng cao thu nhập. Cấp ủy chính quyền và các đoàn thể thị trấn Mèo Vạc tích cực vận động nhân dân thực hiện đảm bảo thời vụ. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc phấn đấu trồng 90 ha cây rau củ quả các loại. Tính đến ngày 23 tháng 10, thị trấn đã gieo trồng 95 ha, đạt trên 105%, trong đó cây rau các loại 72 ha, khoai lang 8 ha, tam giác mạch 5 ha, đậu các loại 10 ha. Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023. Nội dung tập huấn gồm luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, trình tự, thủ tục bầu hòa giải viên, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, thực hành xử lý một số tình huống hòa giải ở cơ sở thường gặp. Qua tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở của huyện Hoàng Su Phi hiểu rõ hơn về các nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ của mình, từ đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở địa phương, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, góp phần hạn chế được các khiếu nại tố cáo, đồng thời giữ vững bình yên thôn xóm, bản làng. Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2023 cho các chức danh người có thẩm quyền xử phạm vi phạm hành chính cấp huyện và xã. Nội dung tập huấn gồm kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, lâm nghiệp cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạm vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Quang Bình. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Đồng Văn có tới 77 trường hợp có ý định chung sống với nhau như vợ chồng khi chưa đủ tuổi. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nên đã kịp thời ngăn chặn thành công 68 trường hợp, 9 trường hợp đang tiếp tục vận động. Ngoài ra, vẫn có những trường hợp vẫn lén lút qua lại, đưa nhau đi khỏi địa phương. Phân công cụ thể cho các thành viên, ban vận động phòng chống tảo hôn thực hiện phụ trách các thôn để vận động và tuyên truyền cho bà con nhân dân về các cái biện pháp là không tổ chức cho con lấy vợ lấy chồng sớm. Trong 2 năm vừa rồi thì cái tình trạng tảo hôn thì cũng được giảm rõ rệt. Đặc biệt là cái khối trung học cơ sở thì cũng đã tổ chức thành lập cái câu lạc bộ phòng chống tảo hôn trực tiếp là tại trường trung học cơ sở để tuyên truyền vận động ngay từ khi mà học sinh hết lớp 9. Tại thôn Phàn Nhiều Tùng của xã Hồ Quáng Phìn, không hề hiếm như hình ảnh ông bố bà mẹ nhí thay vì đến trường như bạn bè cùng tuổi thì phải vừa chăm con vừa làm các công việc nhà. Việc lập gia đình sớm dẫn đến đói nghèo, lạc hậu và nhiều hệ lụy khác. Năm ngoái, Ủy ban Nhân dân xã cũng về bảo tôi không nên lấy vợ sớm, nhưng tôi không nghe. Năm nay tôi cảm thấy khổ và vất vả quá. Con thì không làm được thẻ bảo hiểm
và cũng chưa đăng ký kết hôn được. Đến hiện tại, tôi cũng chưa có được hộ khẩu cho vợ về xã để sinh sống an tâm hơn. Nạn tảo hôn đã khiến nhiều gia đình trẻ em tại xã Hồ Quáng Phìn, huyện Đồng Văn rơi vào tình trạng đói nghèo, thất học. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đời sống của chính bản thân cũng như gia đình. Lấy vợ sớm em thấy rất khổ, nhưng lúc trước do chưa hiểu rõ về nạn tảo hôn nên đã lấy vợ. Bây giờ em rất hối hận. Lấy vợ sớm không chỉ ảnh hưởng đến con cái mà còn làm mình ngày càng nghèo, ngày càng khổ hơn. Các thành viên ban chỉ đạo phòng chống tảo hôn của xã cũng đã thường xuyên đến tận nơi nhằm tuyên truyền đến các em về tác hại của nạn tảo hôn và kết hôn cận huyết. Nhưng do kiến thức của một số bộ phận người dân, đặc biệt là bố mẹ các em vẫn còn nhiều hạn chế nên chưa xử lý triệt để vấn đề này. Khi mà cán bộ xã chúng tôi đến làm công tác tuyên truyền vận động phòng chống tảo hôn tại các hộ gia đình ấy, thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là do nhận thức của các hộ gia đình, của các bậc cha mẹ cũng như là chính các cháu là chưa có nhận thức, cho nên là không hợp tác và rất là chống đối. Khi nhận thức của nhân dân còn hạn chế và nặng nề bởi phong tục tập quán lạc hậu cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến còn nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác ngăn ngừa và phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết tại địa phương. Đây chính là mấu chốt cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn để phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Đồng Văn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang vừa tổ chức phiên họp tháng 10 để đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đôn đốc, để nhanh tiến độ thi công các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phối hợp tổ chức các hoạt động Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, kiểm tra công tác xã hội hóa giáo dục, chấn chỉnh các biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực trong công tác cán bộ và suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ giáo viên, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy, trật tự xã hội, lừa đảo qua mạng, triển khai tốt công tác tuyển quân năm 2024. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh vừa kiểm tra tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Theo đó, tổng kế hoạch vốn phân bổ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đồng Tâm đã giải ngân là trên 2 tỷ 826 triệu đồng, đạt 79% và hiện đã đạt 17 trên 19 tiêu chí. Qua kiểm tra, đại diện đoàn công tác văn phòng nông thôn mới tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Bắc Quang, xã Đồng Tâm cần lãnh đạo chỉ đạo, bám nắm và đôn đốc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và phải đảm bảo chất lượng, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động người dân và doanh nghiệp xã hội hóa chung sức thực hiện, phấn đấu đưa xã Đồng Tâm về đích nông thôn mới năm 2023. Vừa qua, Văn phòng Blend vùng Hà Giang tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình dự án tiến về phía trước do Đại sứ quán Ireland tài trợ giai đoạn 2 tại huyện Xí Mần. Chương trình nhằm cải thiện cho trẻ em gái và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nấm Dần và xã Nàn Ma với tổng số vốn tài trợ không hoàn lại là trên 4 tỷ đồng. Tại hội thảo đã thông tin về chương trình xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình vĩ mô do cộng đồng quản lý và ứng dụng rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và trường học, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Thông qua đó nhằm giúp các cán bộ thực hiện dự án hiểu về chiến lược, lĩnh vực can thiệp, ưu tiên của chương trình và các mong muốn của nhà tài trợ. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sủng Thài vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng và thời gian đóng, quyền lợi được hưởng. Qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là điểm tựa vững chắc của người tham gia khi hết tuổi lao động, thực sự trở thành chỗ dựa cho những người lao động tự do, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của thời đại công nghệ số, thì thư viện được coi là một mắt xích quan trọng để phục vụ nhu cầu đọc của độc giả, cũng như để giữ gìn văn hóa đọc, nhất là đối với lứa tuổi học sinh. Để giúp các độc giả nhí thỏa mãn niềm đam mê đọc sách, giúp các em có điều kiện vừa học vừa chơi, vừa ôn tập, nâng cao mở rộng kiến thức, Thư viện huyện Bắc Quang đã được nâng cấp, sửa chữa, tạo ra không gian đọc khang trang, hấp dẫn của các em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn huyện.
Trong những buổi chiều không phải đến trường thì cháu thường đến đây đọc sách, còn hôm nào rảnh cháu thì rủ thêm bạn đến đây nữa để chơi vui. Năm nay thì cháu thấy là thư viện được sửa sang khang trang hơn và sách thì về hơn rất là nhiều và đẹp hơn trong không gian và rộng rãi hơn nữa ạ. Cháu đến đây cháu thường đọc truyện tranh, phù hợp với lứa tuổi của cháu, hoặc không là có những thường thì có những bài tập khó trên lớp thì thường đến đây tìm sách để học về những lời giải trên đấy để giúp mình học tốt hơn. Để đáp ứng nhu cầu đọc của độc giả, Thư viện huyện Bắc Quang cũng thường xuyên bổ sung các loại sách báo truyện để phục vụ nhu cầu của độc giả. Hiện nay tại thư viện có trên 17.000 đầu sách phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc như sách về văn học, lịch sử, chính trị, khoa học xã hội, nghệ thuật, vui chơi giải trí. Bạn đọc có thể đọc tại chỗ, mượn về nhà, luân chuyển về các tủ sách thôn xã. Nhờ đó đã giúp độc giả hứng thú với sách báo và tới thư viện huyện Bắc Quang đông hơn. Đầu năm 2023 này thì thư viện Bắc Quang cũng được sự quan tâm của lãnh đạo, cũng đã được sửa chữa lại phòng đọc, mua lại toàn bộ giá sách mới, bàn ghế mới, kệ mới. Đấy, bây giờ thì phòng đọc cũng sửa chữa thì cũng đã được khang trang hơn, sạch sẽ hơn, và mong muốn là cũng thu hút được nhiều độc giả đến đọc và mượn truyện. Thời gian tới, Thư viện huyện Bắc Quang không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ độc giả, nhất là lứa tuổi học sinh, để tạo sân chơi bổ ích, lý thú, kích thích nhu cầu đọc, tìm hiểu sách báo của các em, giúp các em có thêm kiến thức, vốn hiểu biết để học tập tốt hơn, cũng như tránh xa các trò chơi điện tử ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Trong những năm qua, trường mầm non Bạch Đích, huyện Yên Minh luôn tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm, để trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Một trong những giải pháp được nhà trường thực hiện là tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, đồng thời đổi mới cách thức quản lý, thực hiện kỷ cương nề nếp, trách nhiệm trong dạy học và chăm sóc trẻ. Không ngừng để nâng cao cho cán bộ giáo viên tham quan, học hỏi từ các cái trường bạn để mình có những cái bước tiến mới. Và giáo viên phải là người có những cái hướng mở. Thứ nhất là được tham quan, thứ hai là được tập huấn. Và thứ ba nữa là về các cái kỹ năng. Và đặc biệt hơn nữa là cái kỹ năng rèn, một cái kỹ năng cũng như là một cái kiến thức cho trẻ chuẩn bị bước vào trường tiểu học, đó là trẻ 5 tuổi. Thì cô phải có các cái kỹ năng rèn cho trẻ những cái kỹ năng mềm, cũng như là cái kiến thức cơ bản để các cháu có sự tự tin để bước vào trường tiểu học ạ. Hiện nay, trường mầm non Bạch Đích có 14 nhóm lớp với 322 trẻ, trong đó số lớp bán trú là 11 lớp với 264 trẻ. Để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường đặc biệt quan tâm đến hoạt động ăn nghỉ tại trường của các cháu, tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thường xuyên thay đổi thực đơn, phù hợp với khẩu vị của trẻ để trẻ ăn ngon miệng và ăn hết sức của mình. Chúng tôi cũng cố gắng làm sao để tạo môi trường thân thiện cho trẻ, được đến lớp và hòa đồng với cô giáo và các bạn. Vì ở cái độ tuổi mẫu giáo mới này ấy, thì trẻ sẽ, chúng tôi khi mà đến lớp thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để truyền thụ những cái kiến thức tốt nhất cho trẻ và chăm sóc dạy dỗ các cháu để làm hết trách nhiệm của một người giáo viên mầm non đối với trẻ và để giúp cho trẻ phát triển và hình thành được nhân cách sau này cho trẻ. Năm học 2023-2024 này, trường mầm non Bạch Đích quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, xứng đáng với niềm tin yêu của các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em học tại nhà trường. 10 tháng năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt huyện Vị Xuyên đạt gần 57.300 tấn, đạt 99,6% kế hoạch, gieo trồng trên tổng diện tích cây hàng năm là 18.099 ha. Để đạt được kết quả trên, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn, các địa phương tập trung tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân sử dụng các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật cơ giới hóa vào trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh lương thực trên địa bàn. Trong các tháng cuối năm 2023, huyện Vị Xuyên tiếp tục tập trung chỉ đạo nhân dân trồng cây vụ đông phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, lựa chọn những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế để giúp tăng thu nhập cho người nông dân. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.